Xin chào tất cả các anh chị em yêu Lan. Hôm nay là em sẽ phân tích một chút về hai cây, đó là cây hài mốc. Nó là cây cây này nó là cây hài mốc hồng này. Đấy. Tổng thể của em này thì nó có là ba cánh vẫn như những bông hài khác. Ba cánh trên. Lưỡi nhìn rất là đáng yêu luôn. Màu hồng kẻ sọc. Đây là trong trong của bông hoa, mặt trong trong của cái lưỡi hoa. Quá đẹp. Hiện giờ thì đang là tháng 11 lịch âm và tháng 12 lịch dương. Thời tiết rất là lạnh. Cây này nó nở vào mùa này. Hiện giờ nhà em có nhiều lắm nhưng mà để ra đây góc này thì nó sáng một chút. Quay thì nó dễ. Và hình ảnh nó trông nó được đẹp hơn. Về cấu tạo của bông hoa thì nó chẳng gần như cũng không có gì gọi là đáng để nổi bật lắm. Thì gần như anh chị em đều biết là cây hài này thì nó có ba cánh hoa và nó có cái mùi hoa rất là to. Đấy. Về phần màu sắc thì nó là hồng. Và nó có màu vàng, đây có màu vàng đây. Đấy, nhưng mà bây giờ em đang quay về cây màu hồng trước, đang phân tích một chút về cây màu hồng. Cánh hoa chỗ này nó hơi bị tật một chút thôi nhưng không sao. Cần hoa của nó rất là nhiều lông. Và nó cao khoảng 20 cm. Cần hoa, cây hoa mốc mốc hồng. Đấy. Thế đây như trồng cây này thì nó dễ thôi. Hiện giờ thì trồng bằng giá thể bột dừa không. Em thấy rất tốt. Rất đẹp. Đấy. Nhận biết cái lá của nó khi mà không nếu nếu như mà có hoa như thế này ấy, thì ai nhìn biết nó là cây hài mốc hồng rồi. Nhưng mà nếu mà nhìn lá không thì nó cũng sẽ khó có thể là đoán được cái phần gọi là hoa nó màu gì. Bởi vì dòng hài mốc bây giờ khá là ấy hơn. Nhìn lá nó khó hơn. Đấy nó cũng vân. Đây thì bây giờ phân tích một chút cái lá của nó. Lá của nó vân loang loang trắng. Lá nhỏ dài khoảng 12 đến 15 cm và to khoảng 2 đến 3 cm. Đấy. Cổ lá của nó rất là nhiều chấm. Cũng loang loang như vậy luôn, từ gốc đến ngọn nó đều loang loang kiểu như vậy. Đấy, đấy. Nó ra hoa ở chính ngọn của nó luôn. Và cần hoa nó sẽ lên. Và nó có lông như này. Cần hoa nó cực kỳ nhiều lông luôn. Đấy, khi mà mua mà nhìn nụ ấy thì là cần hoa nó nhiều lông này, đây là cây hồng. Còn cây vàng thì nó không lông, ít lông, lông ngắn hơn. Không đáng kể. Đấy. Những cây này thì nó là một cây rất là đẹp, màu rất là thích. Màu rất là đáng yêu. Đấy. Nhìn cần hoa này cũng biết được nó màu gì rồi bởi vì nó nhiều lông hơn. Nôm na lại kiểu kiểu như vậy. Với cần hoa nó chỉ là màu tím. Cần hoa nó là màu tím. Loang rất ít trắng.
Gần như là không có. Cuống hoa đây. Đấy. Cái hoa bên cạnh nó là cây hải bắc vàng. Bắc vàng cái lông nó ít hơn. Hoa nó sẽ ra ở đỉnh ngọn như này. Lá của nó rất là dễ nhận biết. Lá loang loang kiểu Hải Vân ấy. Chấm chấm. Tím chấm. Đấy. Còn bây giờ là quay sang cây hải mốc vàng. Đây là cái hải mốc vàng. Cây này cần hoa là cao hơn chút. Nó rất đẹp, nó bị thủng mất ở dưới rồi. Nhưng nhìn rất là vui. Bị thủng này. Thủng này là do bị tật nhá. Chứ không phải là do nó bản chất nguyên nó thủng đâu. Bông này nó nở là bị tật, nó thủng trong nó nhiều chấm đen, nhìn rõ thế. Đấy. Cái mốc vàng ấy thì nhìn nó, cái gọi là cái mũi của nó thì nó sẽ khác một chút. Đấy, cận cảnh bông hai mốc vàng sẽ khác một chút. Đấy. Cấu tạo bông hoa là vẫn vậy thôi, nó cận cảnh nó khác một chút. Đấy. Giữa thì nó là màu vàng đậm một chút. Và cây này nó ít ấy hơn. Về đằng sau đây hoa nó vẫn có chấm, cần hoa nó vẫn có chấm chấm. Ba cánh hoa và có đài à, có môi hoa ba cánh và cần hoa đây chấm chấm, và nó không có nhiều lông dài như kia, nó có rất nhiều lông nhưng nó ngắn, và màu của nó là màu tím loang. Còn cây móc hồng kia là màu tím sẫm luôn. Cần hoa này nó màu nó gọi là tím loang vàng 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 nhạt. Số cái lá thì nói về cái lá của cây này thì nó không có gì gọi là khác biệt nhiều lắm so với cái cây móc hồng à. Bởi vì cái mốc hồng với cái này thì nó là cùng dòng hái mốc thì nó giống nhau lắm. Chấm chấm rất khó phân biệt. Nhưng về cơ bản là hai cây này màu cây nào nó rất là đẹp. Khi nhìn hoa này thì phân biệt nó sẽ dễ hơn. Dễ nhất. Đấy. Đây là cái nụ của nó. Đây là trồng giá thể toàn bột dừa thôi. Giá thể trồng tất cả là bột dừa. Đây là nụ của cây hái mốc vàng. Đấy. Cong nhìn rất là thích luôn. Cái mốc vàng này thì nó chấm nó nhỏ hơn và nó nhiều vàng hơn là cây mốc tím, à cây mốc hồng. Chấm ít hơn, cổ lá chấm ít hơn. Lá thì mặt lá thì giống hệt nhau. Và có điều cái là cái cây này cảm giác như gặp nhiều cây nó lá nó dài, mặc dù là nuôi nhiều nắng thì nó sẽ ngắn lại, thường là như vậy. Thường là giống hoa lan thì cây nào cũng vậy, cứ nuôi nhiều nắng thì lá nó ngắn lại, còn nuôi mát quá thì lá nó dài. Còn hài thì bản chất của nó là phải nuôi. Về hài ấy, thì bản chất của nó là mình phải nuôi nuôi hoa nó à nuôi với cái môi trường là nó mát thì nó mới sống được. Môi trường mà nó nóng quá là hài nó rất dễ bị thối nhũn và nhiều bệnh khác. Nhưng bệnh để nó chết chủ yếu nhất là vẫn là cây là bệnh thối nhũn. Thì cây hài mốc vàng và cái cây hài mốc hồng ấy thì nó gần như là nó ở trong một cái môi trường như nhau. Hai cây nó sẽ sống trong một môi trường cũng được, bởi vì nó là hai cây gần như kiểu là cùng chủng loại nên là nó dễ lắm. Chăm sóc thì nó cũng như nhau, cây nào nó như cây nào thì nó sẽ phát triển tương đối tốt. Quan trọng nhất là cái giá thể của nó là thoát nước tốt. Thì nhiều người người ta trồng trồng những cây hài này thì bằng
Thì chúng trồng giá thể gì được, tránh mưa là được. Tránh mưa đừng để mưa nhiều quá. Mưa, nước mưa là rất tốt nhưng mà đừng để mưa nhiều quá. Bởi vì mưa nhiều quá thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cho cây rất là nhiều. Nó úng nước rồi các thứ. Thế nên là nếu mà với cái môi trường mà nhà mà không có mái che thì nên trồng bằng đá hoặc là sỏi nhẹ hoặc là vỏ thông, xỉ than. Các loại là dùng để cho nó thoát nước tốt. Khi mà cây nó thoát nước tốt thì không sợ nó bị úng ấy, thì nó sẽ đỡ bị thối, hỏng rễ các thứ. Còn nếu mà trồng mà đây như nhà mình trồng bùn dừa ấy, là bùn dừa là nó rất là ẩm. Thế nên là nó sẽ được sống trong trong cái môi trường là có mái. Còn nếu mà ở cái môi trường mà không có mái thì nó sẽ rất là khó mà để gọi là sống được qua những cái ngày tháng là mưa dầm gió bắc, hay là những tháng mưa phùn mưa ngâu ấy, những tháng mưa nhiều là nó không chịu được, bởi mùn dừa nó quá ẩm. Thế nên là trồng thì cứ gọi là trồng theo cái giá thể thông thoáng là tốt nhất. Mình có hạn chế nước một tí được, khô tí được thì cây nó vẫn sống, nó không bị bệnh. Chứ còn nếu như mà nó mà ẩm quá là nó rất dễ bị bệnh. Mà nó bị bệnh thì nó hay hỏng lắm. Bệnh hay hỏng, hay bị thối nhũn các thứ, các thể loại bệnh. Hai cây này thì hoa cây vàng nó cao hơn chút. Cây vàng nó sẽ cao hơn cây cây hồng một chút. Cần hoa nó cao hơn khoảng cần hoa của cây hồng ấy thì nó khoảng tầm độ 25 đến 30, còn cần hoa của cây vàng ấy à cây cần hoa cây vàng thì nó khoảng 25 30, cần hoa cây hồng thì nó khoảng 20 25 là cùng luôn. Đấy. Hai cây này có sự chênh lệch khoảng 5 phân. 5 cm. Thì nó đều là cây rất là đẹp. Nó là dòng nghệ hài mà nó màu nó đẹp. Thích. Hiện giờ là đang quay bằng chiếc điện thoại iPhone. Thì là màu của nó là tương đối thật. Màu hồng nó tương đối thật thì nó rất là đẹp. Size bông của nó to khoảng tầm độ 5 cm, một chiều ngang là 5. Còn chiều cao của nó, chiều dài, chiều cao của bông hoa thì nó cao khoảng tầm độ 6 đến 7 cm. Đấy với những bông đạt. Bông đạt đẹp. Còn những cái bông như cái vàng thì nó nhỏ hơn. Size hoa thì nó gần như là kiểu vuông 5 năm chứ nó chẳng to nhỏ lắm. Đấy nó không chiều dài hơn. Cái mốc hồng đây. Đấy, còn đây là cây hôm nay là em quay về cây mốc hồng và cây mốc vàng. Hai cây là đều là hai cây hoa chung cũng gọi là rất là đẹp, rất là đáng chơi trong gọi là các dòng hài. Mà mùa này thì nó ít cây hoa nên là chơi dòng hài rất là hay. Mùa phong lan ít hoa, chơi hài nở hoa rất là đẹp. Đấy, kính chúc anh chị có được những cây lan hài chăm sóc tốt. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video sau.